Vừa qua tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra vụ việc, một người đàn ông bất ngờ chạy xe máy đến, móc của quý ra khi thấy bé gái đang đứng một mình trước khu nhà trọ và nhờ bé gái kéo khóa quần, khiến dư luận không khỏi bức xúc. Tao nói mày nghe nè, cái thằng già biến thái, mày đi lại đây nè, mày nhờ tao nè, mày nhờ má mày kéo lên giùm nè. Sao mà cái con bé gái đó nó mới có học lớp 4, lớp 5 nè, sao mà nó biết kéo? Mày á, đi lại đây nhờ bà cố nội mày nè, để tao kéo lên giùm cho. Mày hết chuyện mày nhờ rồi hả, cái thằng già biến thái? U là trời, cái của quý mà không có lo giữ rồi mày móc ra rồi mày còn kêu con bé đó nó kéo lại giùm, cái tay mày đâu? Mày bị liệt hả? Hay mày bị cùi? U là trời, tao không nghĩ rằng ở trên đời này lại có những cái thằng mà biến thái giống như vậy luôn á nha. Tao nói cho mày nghe nè, mày muốn kéo đúng không? Mày lợi mày kêu má mày nè. Mày lợi mày kêu má mày nè, má mày kéo lên giùm cho. Chứ cái con bé đó nó nhỏ lắm, nó thấy mấy cái đó nó sợ lắm, nó kiểu nó bị sang chấn tâm lý đó. Cái thứ già gì đâu mà trời ơi già dịch gì vậy? Tao nói mày nghe nghe, mày có con có cái đó, rồi mày không có nghĩ là ví dụ như con mày bị một cái thằng mà biến thái giống như vậy nó kêu vậy thì mày nghĩ sao hả? Cái thằng già dịch, hay là mày là một cái thằng mà trời ơi là trời chắc là thấy gớm thấy ghê nè, cho nên là ế hả, cho nên là bị tồn hả, bị tồn hả, hay sao vậy? Cái gì vậy trời, mày bị cái gì vậy? Mày để cho cái con bé đó nó sống đàng hoàng, cho cái tâm lý của nó bình thường đi. Mày kêu cái gì? Mày hết chuyện mày nhờ rồi hả? Hãy chi mày đang chạy xe mà mày dấp ổ gà, ổ chó, ổ hà mã đó, mày ngã xuống đường, mày kêu người ta lại giúp thì người ta giúp. Còn cái này mày đang chạy xe công nghệ, rồi xong rồi tự dưng cái mày nổi máu mày lên, cái xong rồi mày móc cái của quý ra, rồi mày không tự kéo lại, rồi mày còn kêu con bé đó nó kéo giùm nữa. Mày có bị cái gì không vậy? Hả? Là trời, tao nghe cái vụ việc này một cái ha, tao muốn bị tăng sông máu luôn nè. Mày liên hệ với má mày nè, mày liên hệ Chí Cảnh TV, mày ở đâu tao tới. Mày chỉ cần cho tao địa chỉ thôi, tao tới tao kéo giùm cho. Tao kéo giùm cho, tao làm chuyên nghiệp lắm, tao làm rẹt 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 là nó lên liền hà. Mày muốn kéo lên, kéo xuống, kéo như thế nào tao kéo cho. Chứ con bé đó trời ơi, nó không có kinh nghiệm, nó không có kỹ năng, nó không có mà chuyên nghiệp giống như tao đâu nha. Cho nên là mày liên hệ tao đi, liên hệ fanpage tao nè, Chí Cảnh TV Tích Xanh. Rồi mày muốn kéo bao nhiêu tao kéo cho, kéo lên, kéo xuống, kéo xuôi, kéo ngược, mày muốn kéo cỡ nào tao kéo cho mày cỡ đó ha. Ha, trời ơi là trời, cái thứ già dịch đó ha, mày coi chừng tao đó nha. Cái thứ già đâu mà không có nên nết, già cái kiểu gì mà trời ơi là trời. Tao nghe cái tin này một cái trời, tao sôi máu luôn, đúng không mọi người? Một cái thằng gì đâu mà trời ơi, thằng già gì đâu mà nó bệnh hoạn mà nó kinh thiên động địa luôn á. Tao nói cho mày nghe nè, ví dụ như mày á, tới tháng đó, tới tháng tới nái đó thì tự xử đi má. Đi vô trong nhà vệ sinh á, rồi tự làm đi. Mày không biết làm hả? Gọi điện cho má mày, má mày hướng dẫn cho. Cái gì tao cũng biết hết trơn á. Chỉ có biết điều là tao không biết, biết điều tao cũng biết nữa. Mày không biết làm, không biết tự xử đúng không? Gọi điện cho má mày hướng dẫn cho. Má mày hướng dẫn cho làm, để mai mốt đừng có đi ra đường mà làm như vậy nữa, tội nghiệp mấy đứa con nít lắm. Trời ơi là trời, bệnh hoạn cái kiểu gì vậy? Tao mà nghe cái hành động của mày một cái là tao biết trong cái điện thoại mày có cái gì rồi. Tối ngày là coi ra cái phim mà kiểu mà phim đen đúng không má? Phim mà 18, 19 đúng không? Hả? Rồi tao hỏi mày nè, mày sống trên đời này rồi mày có cái niềm vui gì ngoài cái vụ đó không vậy hả? Sao mà già cả gì đâu rồi tao không biết rằng, ê tao đề nghị cơ quan chức năng đưa cái bản mặt mày lên nha. Đề nghị cơ quan chức năng đưa cái bản mặt mày, rõ cái mặt mày lên đó, cho xã hội người ta biết cái bản mặt mày, để mà tao ra đường tao né mày. Để cho con cháu mày đó, con vợ con của mày đó, dòng họ nhà mày đó, nó nở mày nở mặt cho mày đó nha con. Cái thứ gì đâu mà già gì đâu mà kỳ cục vậy? Mày muốn kéo không? Mày muốn kéo không? Hả? Mày muốn kéo không? Tao kéo cho. Trời ơi, mày muốn kéo không? Hả? Thằng nào muốn kéo? Thằng nào mà có cái bệnh giống như cái thằng đó muốn kéo lại đây nào, tao kéo cho. 10 thằng cũng được nữa. Tao là kéo sĩ chứ không có kéo lẻ nha. 10 thằng cũng được nữa. Lại đây, tao làm luôn một lần, tao kéo luôn một lần. Mấy cái thằng nào mà dạ dịch cái cỡ đó đó, lại đây tao làm cho. Ha. Trời ơi là trời, mày có biết hả? Tao đồ nghề đầy đủ hết nè. Mày muốn không? Mày lại đây. Tao đồ nghề đầy đủ nha, tao làm một cái rẹt một cái là trời ơi là trời, là trụi lũi hết nha con. Nha con, già mà không đến nết, về dịch.
Mọi người có cảm thấy rất là đồng cảm với Chí Cảnh không? Mọi người có cảm thấy bức xúc không? Nếu như mà mọi người cảm thấy bức xúc thì hãy follow Chí Cảnh cũng như là để lại cho Chí Cảnh một like, một share và một bình luận nha. Mọi người hãy để lại ý kiến bên dưới giúp Chí Cảnh nha mọi người. Thấy gì chứ tôi hiền lắm mấy má. Nhiều khi tôi thấy gì tôi cũng ớn, tôi tự dưng muốn ói quá. Hello mọi người nha, hiện tại thì Chí Cảnh có bán cái sáp khử mùi nha mọi người. Đây là sáp khử mùi đến từ bên Mỹ nha. Thì cái sáp này nó sẽ giữ mùi trong vòng 48 tiếng. Đặc biệt rằng là nó không có bị ố áo, vàng áo gì cả. Và đồng thời á, cái sáp này thì nó sẽ ngăn ngừa hạn chế ra mồ hôi nha mọi người nha. Cái mùi của nó rất là thơm. Đây là hàng của Mỹ nha, có giá là 350 ngàn nha mọi người nha. Đây là sáp khử mùi dành cho nam và nữ nha mọi người. Và đồng thời Chí Cảnh có bán cái chai xịt khử mùi nha. Ví dụ như những cái cô chú anh chị nào mà không thích lăn á, mình thích nhanh gọn á, mình thích nhanh gọn thì mình sử dụng cái chai này nha mọi người. Đây là chai Nevia nha, đây là hàng của Úc, rất là thơm. Và thì những cái người nào mà không thích mà lăn vô khó chịu đó thì cô chú anh chị hãy xịt vô nha, giữ mùi rất là lâu, rất là thơm luôn đó. Thì cái chai xịt khử mùi của Úc giá rất là rẻ, chai này chỉ có là 250 ngàn thôi mọi người ơi. Nên ai mà muốn mua lăn của Mỹ thì 350 ngàn, còn muốn mua chai xịt của Úc thì 250 ngàn nha. Cô chú anh chị mua hàng thì inbox vào số Zalo 0938 386787 nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.